Sau thời gian tăng mạnh, giá lúa gạo tại thị trường trong nước bất ngờ quay đầu giảm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm từ 10 đến 20 đô la Mỹ một tấn. Một số thương lái và nông dân ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ cho biết, giá lúa chỉnh lại, thậm chí giảm 200 đến 300 đồng một ký tùy loại. Hiện giá lúa thường tại ruộng khoảng 7.300 đến 7.500 đồng một ký, lúa thơm và lúa chất đường cao khoảng 8.000 đến 8.300 đồng một ký. Bên cạnh đó, giá gạo nguyên liệu tại thị trường các tỉnh miền Tây cũng giảm. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam giảm 10 đô la Mỹ xuống còn 628 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm 598 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, gạo Thái Lan chưa có sự điều chỉnh. Gạo 5% tấm là 651 đô la Mỹ một tấn và 25% tấm giá là 587 đô la Mỹ một tấn.